tám phẩm thắng quân lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn đối với đại bồ tát và bát nhã ba la mật đa con đều không biết không đắc thì làm sao bảo con đem pháp tương ưng với bát nhã ba la mật đa dạy bảo chuyển trao cho các đại bồ tát bạch thế tôn đối với các pháp hoặc tăng hoặc giảm con không biết không đắc nếu đem các pháp dạy bảo chuyển trao cho các đại bồ tát thì con sẽ hối hận bạch thế tôn đối với các pháp hoặc tăng hoặc giảm con không biết không đắc làm sao có thể nói đây là đại bồ tát đây là bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn tên các đại bồ tát và tên bát nhã ba la mật đa đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì hai nghĩa này không có nên hai tên này đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với sắc cho đến thức hoặc tăng hoặc giảm con không biết không đắc như vậy sao có thể nói đây là sắc cho đến thức tên của sắc vân vân này đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của sắc vân vân này không có nên tên của sắc vân vân này đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ Bạch Thế Tôn đối với nhãn xứ cho đến ý xứ hoặc tăng hoặc giảm con đều không biết không đắc, như vậy sao có thể nói đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, tên của nhãn xứ vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của nhãn xứ vân vân không có, nên tên nhãn xứ vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với sắc xứ cho đến pháp xứ hoặc tăng hoặc giảm, con không biết không đắc, như vậy sao có thể nói đây là sắc xứ cho đến pháp xứ? Tên của sắc xứ vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của sắc xứ vân vân không có, nên tên của sắc xứ vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với nhãn giới cho đến ý giới hoặc tăng hoặc giảm, con không biết, không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là nhãn giới cho đến ý giới, tên của nhãn giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của nhãn giới vân vân không có, nên tên của nhãn giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với sắc giới cho đến pháp giới hoặc tăng hoặc giảm con không biết không đắc như vậy sao có thể nói đây là sắc giới cho đến pháp giới tên của sắc giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của sắc giới vân vân không có nên tên của sắc giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới hoặc tăng hoặc giảm con không biết không đắc như vậy sao có thể nói tên là nhãn thức giới, cho đến ý thức giới. Tên của nhãn thức giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của nhãn thức giới vân vân không có, nên tên của nhãn thức giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với nhãn xúc cho đến ý xúc hoặc tăng hoặc giảm con không biết không đắc như vậy sao có thể nói đây là nhãn xúc cho đến ý xúc tên của nhãn xúc vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của nhãn xúc vân vân không có nên tên của nhãn xúc vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ Bạch Thế Tôn, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tăng hoặc giảm, con không biết, không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tên của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vân vân không có, nên tên của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với vô minh cho đến lão tử hoặc tăng hoặc giảm, con không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là vô minh cho đến lão tử? Tên của vô minh vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của vô minh vân vân không có, nên tên của vô minh vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với vô minh diệt cho đến lão tử diệt hoặc tăng hoặc giảm, con không biết không đắc, như vậy sao có thể nói đây là vô minh diệt cho đến lão tử diệt, tên của vô minh diệt vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ, vì sao vì nghĩa của vô minh diệt vân vân không có, nên tên của vô minh diệt vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với tham sân si và các tùy miên trói buộc kiến thú hoặc tăng hoặc giảm con không biết không đắc như vậy sao có thể nói đây là tham vân vân tên của tham vân vân này đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của tham vân vân này không có nên tên của tham vân vân này đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ Bạch Thế Tôn đối với bố thí Ba La Mật Đa cho đến bát nhã Ba La Mật Đa, hoặc tăng hoặc giảm, con không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là bố thí Ba La Mật Đa cho đến bát nhã Ba La Mật Đa? Tên của bố thí Ba La Mật Đa vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của bố thí Ba La Mật Đa vân vân không có, nên tên của bố thí Ba La Mật Đa vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với ngã cho đến người thấy hoặc tăng hoặc giảm, con không biết, không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là ngã cho đến người thấy, tên của ngã vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của ngã vân vân không có, nên tên của ngã vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoặc tăng hoặc giảm, con không biết, không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tên của bốn niệm trụ vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ, vì sao vì nghĩa của bốn niệm trụ vân vân không có nên tên của bốn niệm trụ vân vân không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với pháp môn giải thoát không cho đến pháp môn giải thoát vô nguyện hoặc tăng hoặc giảm con không biết không đắc, như vậy sao có thể nói đây là pháp môn giải thoát không cho đến pháp môn giải thoát vô nguyện tên của pháp môn giải thoát không vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của pháp môn giải thoát không vân vân không có nên tên của pháp môn giải thoát không vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tăng hoặc giảm con không biết không đắc như vậy sao có thể nói đây là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tên của bốn tịnh lự vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của bốn tịnh lự vân vân không có, nên tên của bốn tịnh lự vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy niệm Thiên, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm Tử hoặc Tăng hoặc Giảm, con không biết, không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là tùy niệm Phật cho đến tùy niệm Tử? Tên của tùy niệm Phật vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của tùy niệm Phật vân vân không có, nên tên của tùy niệm Phật vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với mười lực của Phật cho đến 18 tám Pháp Phật bất cộng hoặc tăng hoặc giảm, con không biết không đắc, như vậy sao có thể nói đây là mười lực của Phật cho đến 18 tám Pháp Phật bất cộng, tên của mười lực của Phật vân vân, đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ, vì sao? Vì nghĩa của mười lực của Phật vân vân không có, nên tên của mười lực của Phật vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Hết quyển thứ 408